Và cái cảm giác ôm á, nó ôm chắc mà cho mình cảm giác dễ chịu, chứ nó không có cảm giác mà khó chịu nha. Nếu như các bạn nhìn góc trên nhìn xuống, các bạn sẽ thấy cái AGV, cái BSV bề ngang nó có vẻ nó bè ngang, nó mập hơn so với cái FF327 và so với FF800. Chào mọi người trở lại Heavy Channel. Video này mình sẽ mở hộp ba chiếc nón bảo hiểm là chiếc nón là S2, FF800, FF327 và dòng món AGV K3FV. Thì FF800 là dòng nón đang rất là hot bên mình, giá bán của nó hiện tại là 2.900.000. Nón thì đóng gói cũng rất là đơn giản, là cái thùng ở đây là hãng có tặng thêm miếng pin lock và một số tấm tích cơ phản quang. Ở ngoài đây là cái túi vải này cũng rất là xịn nha các bạn. Cái mũ ở đây mình đập hộp ra là size L, thì mình sẽ để chọn nó bên đây nha. Kế một bên á thì thôi, tiếp theo mình sẽ đập hộp cái AGV K3FV đi. K3FV là dòng nó cũng rất là nổi tiếng này, mà nó ra mắt cũng lâu rồi, cách đây khoảng là hơn tầm 5 năm rồi nha các bạn. Cái này á thì ở trong đây mình sẽ thấy là nón đóng gói cũng rất là cầu kỳ, thì họ có làm những cái điểm xốp nè đó, một điểm xốp chất viền như cái này để chống va đập gãy cái gió phía sau, thì mình thấy cũng rất là chỉnh chu. Ở trong này thì cũng được tặng cái miếng pin lock chính hãng là pin lock 70, và ở đây cũng là sách hướng dẫn sử dụng và một số phụ kiện khác. Cái nón này là AGV K3FV, tem này là một bên mặt trời một bên mặt trăng, thì cái này là size M, cái này size L. Túi vải của AGV thì mình thấy nó mỏng hơn của LS2 chút xíu, của LS2 thì nó dày hơn, và hai cái này ở trong nó đều có cái lớp này nè, là rất là mịn, lớp nhung, nó hạn chế khả năng mà bị trầy do ma sát với cái túi nón. Tiếp theo bên đây là LS2 F327, thì cái 327 này thì nó đặc biệt hơn là ở trong thùng này nè, nó còn được tặng thêm cái ba lô. Cái 327 này là bản xạ thủy tinh, giá nó bằng với AGV K3FV luôn nha. Nó cũng được tặng cái miếng pin lock, cái đầu phủ nó là phủ hết 100% cái tầm nhìn, và pin lock này cũng là chỉ số là pin lock 70 thôi. Cái ba lô này cũng nhiều bạn thích nè, nhiều bạn hỏi là mua có bán lẻ không, mà cái này hãng không có bán lẻ, bán cái nón 6 triệu thì tặng cái ba lô này. Ở trong thì cái túi này nó cũng sẽ giống như cái túi của FF800 luôn nha các bạn. Còn thêm cái phụ kiện khác là ví dụ như cái này là cái helmet sport nè, mình thổi lên nó làm cái gối để đỡ cái cổ mình đi đường dài, nó bớt mỏi cổ hơn. Ba lô cũng rất là xịn nha, mua cái nón này thì đỡ mua thêm cái túi. Rồi mình sẽ mở ra nha. Hai cái nón là S2 thì đều là size L, còn riêng cái nón này là size M. Nếu như các bạn nhìn góc trên nhìn xuống, các bạn sẽ thấy cái AGV K3FV bề ngang nó có vẻ nó bè ngang, nó mập hơn so với cái FF327 và so với FF800. FF327 thì mình thấy thon gọn hơn, còn cái FF800 thì cũng hơi mập mập, nhưng mà nó sẽ có những cái đường cắt dọc dài dài nè, cảm giác nó sẽ thon gọn hơn. Còn AGV K3FV thì nó hơi bầu phần này nè, bạn nhìn ở trên xuống cái góc này sẽ dễ thấy hơn ha. Cái này là FF800 size L nha các bạn, khối lượng của nó là 1641 gram. Ngày xưa mình cân nó chỉ có khoảng là 1580 gram thôi, không biết sao càng ngày nó càng mập giống gì nữa. Cái này size L nha, còn riêng cái này là size M nè, thì cái khối lượng của nó là 1577 gram. Còn LS2 FF327, riêng cái 327 này là chất liệu là composite, chất liệu là sợi thủy tinh. Còn hai cái này là đều nhựa hết nha các bạn. Cái này thì nó là 1472 gram. Nếu mà so sánh cùng một giá tiền á, cùng một cái size đầu một người đội á, thì cái AGV K3FV này nó sẽ nặng hơn khoảng 100 gram. Điều này thì lý giải rất là dễ hiểu, bởi vì AGV K3FV á, hãng công bố là làm bằng chất liệu nhựa nhiệt dẻo. Mà mình tìm hiểu rồi, nhựa nhiệt dẻo so với ABS nguyên sinh á thì hầu như nó không khác gì nhau hết. Có chăng là nó sẽ được đúc ở nhiệt độ cao hơn và làm nóng chảy ok hơn, cái khuôn mẫu nó chịu áp suất cao hơn, cho nên nó sẽ bền hơn đôi chút so với ABS nguyên sinh. Bản chất của nó cũng là một nguồn gốc ra thôi. Còn cái này là chất liệu sợi thủy tinh, thì bạn biết là sợi thủy tinh là phải gia công bán thủ công, có nghĩa là vẫn dùng máy, nhưng mà phần lớn công đoạn ban đầu chuẩn bị là dùng tay xếp những cái tấm sợi thủy tinh chồng lên nhau, cho nên nó sẽ nhẹ hơn đôi chút. Và đặc biệt là sợi thủy tinh á, cái khả năng chịu bền, chịu mài mòn cũng như là chống đâm xuyên của nó sẽ tốt hơn, và nó sẽ dẻo hơn rất là nhiều. Ví dụ như bạn cùng dòng một lực á mà tác động vào á, thì cái này có khả năng bị vỡ nứt, nhưng mà sợi thủy tinh á thì khó lắm, nó sẽ bị nhầy nhầy, nó kéo từng lớp thì mình cũng có ví dụ nhiều rồi. Cái FF800 này hãng nói chất liệu KBA, thì bản chất của nó cũng là nhựa thôi, nó pha giữa ABS rồi polycarbonate nhưng chút xíu thành bằng phụ da, nó cũng là chất liệu chính là để marketing thôi. AGV thì vẫn trên cơ so với LS2 về mặt thương hiệu, cho nên
đối với Lợt 2 tầm giá 6 triệu này, nó là một cái nón tầm trung. Còn AGV này chỉ là cái nón full face, gần như là tầm thấp nhất khởi điểm của AGV. Lợt 2 F800 bộ lót của nó là bao gồm là simili kết hợp với vải. Vải này á, thì mình đánh giá là cái độ mịn nó tương đối thôi, nó không có được xịn giống như là FF327. Và cái mút của nó thì hơi cứng chút xíu. Nó sẽ làm theo cái kiểu hình oval, nó ôm theo cái vòng má của mình. Cái đầu mình nó là khoảng 56.5. Mình đội CL của Lợt 2 đợt này á, mình cảm giác nó thoải mái. Cái cảm giác này nó sẽ ôm tròn đều từ dưới lên trên, tròn qua đầu hết. Lên trên đây tròn qua, nó sẽ hơi nâng cái chỗ mà cái cầm mình lên chút xíu các bạn. Cho nên những bạn nào á mà khuôn mặt tròn, to, đầy á, đội cái này á, nó sẽ hơi nha, bị cảm giác là hơi bó chút xíu. Cái này là mình chia sẻ thực tế thôi, tại vì trước đó bạn biết, bạn coi mấy video trước đó của mình rất là nọng, rất là mập, rất là béo. Đội cái này luôn nó cũng hì hục, nhưng mà bây giờ mình đội size L cảm giác nó dễ chịu, nó khác hơn xưa nhiều. Cho nên những bạn nào á mà mặt to tròn tròn á thì mình phải tư vấn kỹ hơn chút xíu. Nón này đặc biệt là nó có cái độ khóa kính trước ha, phải đẩy lên thì mới mở cái kính này lên được. Còn nếu như bạn chỉ đẩy kính là lên á thì không bao giờ mà đẩy lên được. Nó có chốt khóa ở đây ha, nó sẽ đặc biệt hơn. Và kính âm của nó sẽ bật ở đây. Cái nón cảm giác rọi con này thì nó trên cơ con F800 này hơi bị nhiều một chút nha các bạn. Nói chung là cũng bình thường, tại cái giá con này nè nó gần như gấp đôi cái nón này. Cái kính âm của nó thì che rất là sâu, nó che phủ hết luôn toàn bộ cái phần nhìn của mình. Và cái cảm giác ôm á, nó ôm chắc mà cho mình cảm giác dễ chịu, chứ nó không có cảm giác mà khó chịu nha. Nó ôm đều đặn từ dưới lên đây nè, hầu như tất cả mọi cái điểm trên vùng đầu, vùng mặt của mình đều tiếp xúc với phần lót, rất là dễ chịu các bạn. Cái này không phải là mình bán mà mình khen, các bạn nên đến thử thực tế đi ha. Bạn thấy trong đây nè, nó mềm và nó mịn. Lót này thì mình đánh giá nó mềm hơn, và những cái chỗ này nè, nó ít cái đường gân guốc hơn so với F800. Cho nên khi các bạn đội á, cảm giác của nó mịn màng và mượt mà. Mình lắc qua lắc lại nè, cái vải này nè, nó không có gây khó chịu cho cái mặt của mình. Và cái độ hoàn thiện của nó cũng cao hơn so với cái F800. Tiếp theo là AGV K3FV. Thì AGV K3FV là thiết kế cái ngàm kính ở đây. Cái này là size M nha. AGV K3FV đội thì nó sẽ cho cảm giác là nó ôm ở đây nhiều hơn nè. Nó ôm hai cái cạnh này nè, nhưng mà ở dưới đây thì nó ít nâng lên hơn. Ở phần dưới đây nó cũng có ôm, có tiếp xúc đó, nhưng mà nó không đều bằng. Nó cho mình cảm giác ở chỗ này nó cứng hơn. Mình đã chọn size M tại vì mình nói cái size M này sẽ tương đương size L của cái FF327 và FF800. Ở trên đây là cũng ôm, nhưng mà chỗ này là hơi rộng một ngón tay nha. Cái phần từ đây lên đây nè, nó cũng ôm, mà mình cảm giác là nó hơi siết chỗ này chút xíu. Cái này thì những bạn nào bị cận nên chú ý nha, phải chọn chắc lớn hơn một size á. Chứ mà nếu mà chọn vừa khít khình khịch á thì khi mà chọn cái kính này vô nó khó lắm. Như bản thân mình thấy hai cái màng tan hai bên đây nè, nó hơi bị siết một chút xíu, cảm giác là nó bó vô trong chút xíu. Chắc lần sau thử mình sẽ thử size L luôn cho nó công bằng. Tại size L thì khuôn vỏ này nó lại lớn hơn chút xíu, nó lại nặng hơn chút xíu nữa. Sơ bộ mình chia sẻ cái cảm giác đội của ba cái nón này như thế thôi. Còn nếu như bạn nào muốn mua thì nên thấy thực tế thử đi, thì bạn sẽ tự cảm nhận được và tùy theo sở thích của bạn. Nhiều bạn lại thích ôm bó chặt, nhiều bạn lại thích ôm vừa đủ thôi. Cái này sở thích cá nhân mỗi người khác nhau. Bản thân mình thử, mình cảm nhận, mình cũng cố gắng chia sẻ thực tế. Tại những bạn ở xa là gần như khó mà được thử thực tế và so sánh một cách chi tiết lắm. Mình thì cố gắng đưa những cái thông tin, những cái cảm giác thực tế nhất của mình các bạn. Tất nhiên là nó mang tính chất chủ quan rồi, mình thì không thể nào khách quan được. Bản chất ai cũng có yêu cái này ghét cái kia. Nếu như bạn yêu AGV á thì bạn sẽ thấy AGV nó xịn hơn chẳng hạn. Đó, tới thực tế shop mình thử đi cho dễ ha. Còn những cái nón này thì đã có sẵn tại những cơ sở của Hebi. Bạn thích thì ghé thử nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.